Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả những người gặp khó khăn xung quanh cuộc sống của họ. Và theo tử vi tháng 8 âm lịch, những gia chủ tuổi Bính Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên vận trình tháng 8 âm lịch này của những người tuổi Bính Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa các mối quan hệ để tránh những mâu thuẫn, những xung đột không đáng có làm ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của mình, làm ảnh hưởng đến thành công của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên, đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp thường có rắc rối. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Bính Thân vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu cho gia chủ Bính Thân, trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hẹp hòi, đó chính là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Theo tử vi tài lộc tuổi Bính Thân năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó để nắm bắt, do đó muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn. Những người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình, nếu quá tham lam cái lợi trước mắt. Gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này, người tuổi Bính Thân đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Bính Thân quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Bính Thân cần chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bạn có thể dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý vị gia chủ Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên nếu còn đơn độc vẫn rất khó để đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp dần, có nạp âm, đại khê thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính dần, có nạp âm, lưu trung hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của quý vị gia chủ Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy thì quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy vững bước tiến lên để hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Xà Cát. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin mến chào.